cứ nghĩ là có thể cái thành phần là hoa lan Nam Phi nè làm cho cái mùi này nó hơi kỳ kỳ một xíu so với các bạn tưởng tượng. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Nên là nếu mà các bạn có Buginum thì mấy bạn lưu ý dùm Buki là có thể cái mùi mát của nó, cái độ mát mẻ của cái hoa lan Nam Phi mà nó tạo ra cho chai body mist này, nó có thể là nó gây khó chịu với các bạn, hoặc là nó đậm hơn so với cái mong đợi của mọi người, thì mấy bạn phải lưu ý ở cái điểm này nha. Ok, đầu tiên khi mà so sánh thì Buki nghĩ là mình phải nói từ cái điểm giống nhau trước đúng không mọi người? Thì Buki sẽ nói về điểm giống nhau của hai chai này trước. Đầu tiên, hai chai Beautiful Day và Guinness nó đều thuộc cái nhóm mùi là Fruity Floral, có nghĩa là hai sản phẩm đều thuộc cái nhóm mùi là hoa lá kết hợp với trái cây. Cái nhóm mùi này là cái nhóm mùi nó khá là căn bản, và cả hai sản phẩm này đều là những cái sản phẩm nổi bật nhất của cái nhóm mùi này. Tiếp theo, hai sản phẩm này đều nó đã được ra đời khá là lâu rồi. Beautiful Day thì tầm 2013, còn Guinness thì chắc tầm 2019. Nó ra mắt khá là lâu trước đây rồi, và vì nó thuộc best seller ở mọi người nên là khả năng nó bị ngừng sản xuất thì khá là thấp. Thông thường nó chỉ ngừng một thời gian để nó đổi bao bì hoặc là nó update thêm thôi, chứ chủ yếu là nó sẽ không có bị lấy khỏi website vĩnh viễn á. Tiếp theo là hai cái sản phẩm này đều là những cái mùi khá là đơn giản. Cái bản mùi cũng đơn giản, mùi hương đơn giản, thanh thanh, ngọt ngọt, mát mát, dễ xài. Đó là điểm chung của cả hai chai body mist này luôn. Ok, vậy tiếp theo Buki sẽ nói về cái điểm khác nhau của hai bé mist này. Đầu tiên sẽ là bé Beautiful Day. Beautiful Day á, thì nó sẽ có thành phần là táo này, hoa cúc, hoa mẫu đơn và có một xíu gỗ nữa. Tuy nhiên thì cái bé body mist này á, tuy là nó nói là nó có gỗ thôi, nhưng mà cái bản mùi thể hiện ra là như vậy. Nhưng mà lúc mà xịt á, thì nó lại không rõ gỗ đâu mọi người. Nên nếu mà các bạn đọc cái bản mùi và các bạn quá là lo lắng là trời có gỗ thì không biết nó có nồng hay không, thì câu trả lời là nó sẽ không nồng nha mọi người, tại vì nó không có mùi gỗ luôn. Tiếp theo là Beautiful Day á, nó sẽ có một cái mùi khá là nữ tính và dịu dàng hơn so với Guinness rất là nhiều. Cái bản mùi lúc mà Buki xịt ra á, nó Buki thấy là Beautiful Day nó sẽ bám ở trên da Buki, cái mùi nó khá là nịnh mũi ở lớp đầu, nhưng mà càng về sau cái mùi táo á, nó kết hợp trên da Buki thì nó không có ổn cho lắm. Nên cái này là theo quan điểm cá nhân của Buki là cái mùi táo của Beautiful Day nó lên da của Buki thì nó không có ok cho lắm nha. Đúng là nó không ok cho da của Buki cho lắm. Nhưng mà được một cái là cái mùi này nó dịu hơn so với Guinness rất là nhiều á mọi người. Nên nếu mà các bạn còn một mùi dịu thì Buki nghĩ là Buki sẽ recommend cho Beautiful Day hơn. Tiếp theo là Guinness. Đọc là Guinness thì nó có vẻ là đúng, nhưng mà nếu mà thông thường Buki thấy ở Việt Nam thường mọi người sẽ nói là Guinness nhiều hơn. Là các bạn nghe cái nào mà mấy bạn thấy quen thuộc là ok rồi. Chai Guinness nó sẽ có các bản thành phần là hoa lan Nam Phi, rồi có đào. Đào là một cái thành phần mới trong cái bao bì mới này mới có nha mọi người, chứ hồi trước thì Buki cũng ít khi nào Buki thấy nó có đào trong chai này lắm. Rồi nó có quả quýt nè, có hoa violet và xạ hương. Xạ hương ở trong chai này nó không rõ mọi người, nó khá là nhẹ, nó y chang như cái thành phần gỗ mà của Beautiful Day vậy, có nhưng mà không có được thể hiện rõ cho lắm. Và mùi đào của Guinness nó cũng không rõ cho mọi người, không có rõ gì luôn á, hầu như Buki không có ngửi được mùi đào của Guinness. Vậy cái chai này nó rõ nhất là mùi gì? Nó sẽ rõ nhất là mùi hoa lan Nam Phi và thành phần là mùi quả quýt đó mọi người. Đây là hai cái thành phần dễ ngửi ra nhất ở trong cái đầm. Hoa lan Nam Phi á mọi người, nó có cùng cái đặc trưng là nó rất là mát. Nếu mà các bạn dùng body mist lâu trước đây á thì chắc là mấy bạn sẽ có biết một chai đó tên là Breezer. Cái chai đó Buki sẽ để tên và để hình ở đây. Cái đặc trưng của chai này nè là nó rất là mát, nhưng mà tuy nhiên là cái mùi hoa này á, nó sẽ hơi khó xài một xíu, ngửi nhiều khi nó bị nhức đầu á, Buki cũng không biết tại sao nữa. Mà nhiều bạn ngửi chai Freesia này xong á thì nói là cũng mát, cũng thơm á, nhưng mà nó hơi bị ngợp ngợp, sao hơi bị nhức đầu. Nên là khi mà áp cái mùi hoa lan Nam Phi vô chai Guinness á thì Buki thấy nó vẫn giữ nguyên được cái đặc trưng là vẫn mát, nhưng mà có thể là sẽ có một cái gì đó nó gây khó chịu cho mọi người ở cái loại hoa này. Tiếp theo nha, cái chai Guinness á nó có một cái bao bì á rất là đẹp. Mấy bạn có thể để ý là những cái hoa văn sọc sọc như thế này nè, nó sẽ rất là gần với
cái logo của Bath & Body Works. Nên là cái chai này có thể nói là một cái biểu tượng của Bath & Body Works luôn. Và đây là một cái điểm làm cho người ta bia về chai Vinamilk rất là nhiều. Khi cũng nhờ vậy mình nó dễ bị ghét đó mọi người. Kiểu là rồi bạn là một chai best seller, là một cái đặc trưng của hãng luôn, mà sao cái mùi của bạn tôi thấy nó thường quá, nó không có thơm quá. Đó chính là một trong những cái lý do mà Guinness nó bị chê nhiều là ở chỗ đó mọi người. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu mà mấy bạn có biết qua hãng Victoria's Secret thì chắc là mấy bạn cũng phải biết qua chai Bombshell của Victoria's Secret đúng mọi người. Thì một cái mùi mà biểu tượng của hãng nó có thể là một cái mùi dùng hàng ngày, thoải mái dùng hàng ngày thôi. Thì chính cái chai Bombshell Bobby thấy ồ cũng thoải mái, cũng dễ chịu dùng hàng ngày mà. Thì nếu mà to như vậy thì cũng hơi tội nghiệp cho Guinness đó mọi người. Tại vì một mùi mà mấy bạn muốn dùng hàng ngày thì nó cũng phải dịu dịu, nó cũng phải dễ xài thôi. Chứ nếu mà nó quá đặc sắc, nó quá là cá tính á, thì khi mà cá tính quá thì đâu phải ai nó cũng hợp đâu. Trong khi Kingdom thì nó dịu hơn, nó không có quá nổi bật, nó không có quá đặc sắc, quá không có quá là cá tính đi. Nhưng mà bù lại nó sẽ dễ cho mấy bạn để dùng hàng ngày hơn. Ok không? Tiếp theo nha, cái mùi Guinness á nó khác ở chai Beautiful Day ở một chỗ á, là nếu Beautiful Day nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu thì Guinness ngược lại một cái á là mùi nó sẽ hơi đậm hơn một xíu, hơi nam tính hơn một xíu. Cái này là Bookie đã từng test qua rất là nhiều rồi, cũng như là Bookie đã phỏng vấn qua rất là nhiều bạn rồi. Thì hầu như á có những bạn là người ta chỉ chọn là à là tôi thích Beautiful Day hoặc là người ta thích Guinness thôi, nhưng mà người ta không có rõ lý do. Bookie cũng phải hỏi sau hỏi hoài vô luôn đi, thì mấy bạn nó nói tại Guinness đậm hơn, tại vì cái nồm đậm hơn nha, rồi tại vì cái nồm nó mùi nó hơi nam tính hơn một xíu nè, hoặc là cái mùi của nó giống như sữa tắm nam mà ba của mấy bạn nó xài á. Bookie nghĩ là có thể cái thành phần là hoa lan nam phi nè làm cho cái mùi này nó hơi kỳ kỳ một xíu so với các bạn tưởng tượng. Nói thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Nên là nếu mà các bạn có mua Guinness thì mấy bạn lưu ý giùm Bookie là có thể cái mùi mát của nó, cái độ mát mẻ của cái hoa lan nam phi mà nó tạo ra cho chai body mist này, nó có thể là nó gây khó chịu với các bạn, hoặc là nó đậm hơn so với cái mong đợi của mọi người, thì mấy bạn phải lưu ý ở cái điểm này nha. Rồi tiếp theo thì cả Guinness và Beautiful Day đều là những cái mùi best seller của hãng. Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở cái mức là mùi đơn giản, dễ xài, độ ngọt vừa phải, không có quá đậm, không có quá gắt. Nhưng mà chính vì cái độ dễ xài đơn giản của nó mà ai cũng xài hết mọi người, rất nhiều người xài luôn. Nên nếu là các bạn là những người mà có cá tính mạnh này, thích những cái mùi mà thể hiện được cái tính cách của mọi người rõ ràng nhất, thì có thể là hai sản phẩm này nó không có hợp với mọi người. Tại vì mát mát dễ xài đi học thì ủa dễ xài thì ai cũng phải xài đúng mọi người. Thì cái điều quan trọng nhất là mấy bạn đừng có mong đợi vào cái chữ best seller quá, đừng có mong đợi vào những cái chữ dễ xài hay là ngọt vừa đơn giản quá, mà mình nhìn nó ở chất độ là bình thường thôi. À là tôi biết bạn là best seller, tôi mua thử vậy thôi. Chứ nếu mà mình quá kỳ vọng là ồ bạn phải mát nha, thì như Guinness đi, thì có những bạn mua Guinness và kỳ vọng vào cái độ mát của nó quá là mấy bạn đó thất vọng liền. Nên là Bookie chốt lại một lần nữa, nếu mà mấy bạn thích những cái mùi mà nó hơi nhẹ hơn một xíu thì mấy bạn mua Beautiful Day. Còn nếu mà các bạn muốn một cái mùi đậm hơn một xíu thì mấy bạn có thể thử Guinness. Cả hai mùi này, cái độ hoa và trái cây của nó đều ngang ngửa, cái tỷ lệ hoa và trái cây nó đều ngang ngửa nhau, chứ nó không có bị quá là nghiêng hẳn là qua hoa là quá là nghiêng hẳn qua trái cây. Ngoài ra cái mùi này nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn newbie mới bắt đầu sử dụng body mist, nên các bạn hoàn toàn có thể mua những cái chai này ở cái lần mua đầu tiên, kiểu là các bạn ở xa mấy bạn không có thể đến cửa hàng được thì các bạn có thể mua những cái chai nhỏ nhỏ như thế này nè, cái chai nhỏ xíu như thế này, nhỏ nhất luôn, mấy bạn mua thử, rồi nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể hoàn toàn quay lại các bạn mua chai full nha. Như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho mọi người. Ok, nếu các bạn đã từng dùng qua Beautiful Day hay là Guinness rồi mà mấy bạn có nhận xét gì thì có thể comment ở bên dưới để Bookie đọc thêm nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì mà mấy bạn muốn Bookie làm clip giải thích đó, thì các bạn cũng có thể comment ở bên dưới. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nha. Bye bye.